Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật đạo. Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, tập 117. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan, Cảnh Mỹ, Hoa Tạng Đồ Thư Quán. Thời gian: tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giáo duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang 252, tam tổng kết. Giữ Như Thị Đẳng Chư Đại Bồ Tát. Câu này nhằm tổng kết phần Bồ Tát chúng trong phần trên. Kết thượng lệ dư đồng tiền, tự đương kinh tắc biểu tính hạnh nguyện tam thành tịnh độ nhân cố. Đoạn này sẽ được giải thích trong lời sau. Đồng tiền giả, kết thượng văn thù, di lạc đẳng, lệ dư tắc Phổ Hiền Quán Âm Nhất Thiết Bồ Tát giả. Số lượng các vị Bồ Tát dự hội rất nhiều. Vì sao không nêu tên các ngài? Ở đây chỉ nhắc tới bốn vị: Bồ Tát Văn Thù, A Dật Đa, Càng Đà Ha Đề, Thường Tinh Tấn. Nêu tên nhằm biểu thị pháp, có ý nghĩa giống như ý nghĩa biểu pháp của 16 vị tôn giả trong phần thanh văn chúng ở phía trên. Ngoài bốn vị Bồ Tát này ra, các vị Bồ Tát khác dự hội khá đông, nên nói giữ Như Thị Đẳng. Chữ Như Thị chỉ bốn vị Bồ Tát đã nói trong phần trước. Các vị Bồ Tát giống như các ngài rất nhiều. Tính hạnh nguyện giả, diệu thủ biểu tính. Văn Thù Bồ Tát tượng trưng cho tín, cầu sanh tịnh độ, tín gì tối tiền, kinh dân nhược hữu tín giả thì giả. Thứ nhất là phải kiến lập lòng tin chân thật đối với Tây Phương Tịnh Độ, quyết định chẳng hoài nghi. Có như vậy thì chuyện giảng sanh mới quyết định nắm chắc. Phàm là người niệm Phật, đến lúc cuối cùng chẳng thể giảng sanh. Tuyệt đại đa số nguyên nhân là đến phút cuối lòng tin dao động, tới lúc lâm chung chẳng tin tưởng hoặc chẳng nỡ bỏ thế giới này. Những điều ấy tạo thành chướng ngại cho sự giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Do vậy, lúc bình thời vì sao chúng ta phải thâm nhập nghiên cứu đọc kinh luận Tịnh Độ? Mục đích là đoạn nghi, khiến cho nội tâm của chúng ta thật sự chẳng còn nghi hoặc, tĩnh tâm thanh tịnh,
tinh tấn biểu nguyện hạnh, tinh giả bất tạp là chẳng xen tạp, tấn giả bất thoái là chẳng gián đoạn. Ở đây nói tới bất thoái tức là chẳng lùi sụp, bất tạp giả kim dân nhất tâm bất loạn, bất thoái giả kim dân bất thoái chuyển bồ đề thị giả. Càng Đà Ha Đề Bồ Tát biểu thị ý nghĩa này, sau khi đã tin mới thật sự phát nguyện, lòng tin chẳng vững vàng, nguyện lực chẳng mạnh mẽ, vì lẽ đó người ấy tu hành chẳng nỗ lực, dễ giải đại. Thông thường chúng ta thấy người tu tịnh độ hoàn toàn chẳng phải là không sốt sắng, nhưng kẻ ấy trọn chẳng thấy đây là một chuyện trọng yếu. Chúng ta biết gốc bệnh của họ là do lòng tin chẳng kiên cố. Nếu lòng tin kiên cố, tự nhiên nguyện lực mạnh mẽ, to lớn, nhất định coi niệm Phật là đại sự bậc nhất trong một đời này. Cơm có thể không ăn, chẳng cần ngủ, nhưng chẳng thể không niệm Phật. Chúng ta biết người ấy thật sự tin, thật sự nguyện giảng sanh, đúng là dốc hết tánh mạng để thực hiện. Người như vậy chắc chắn có thành tựu. Lợi ích thứ hai do thâm nhập kinh luận là giúp chúng ta có năng lực tiếp dẫn chúng sanh. Bản thân chúng ta đạt được lợi ích ấy. Lợi ích ấy là lợi ích thù thắng khôn sanh. Cổ Đức nói lợi ích ấy là lợi ích hiếm có, khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay. Ngày nay chúng ta đã đạt được, sau khi đã đạt được, đương nhiên chính mình thành tựu. Nhưng chúng ta phải suy nghĩ, Đức Phật ban cho chúng ta ân đức này, tổ sư các đời truyền lại cho chúng ta. Nếu ngày nay chúng ta chẳng được Đức Phật dạy cho biết, chẳng được tổ sư đời đời truyền thừa, chúng ta làm sao có thể đạt được? Báo đền ân đức ấy như thế nào? Chẳng có cách nào báo đáp. Chúng ta dựng cho Phật một ngôi chùa, Phật chẳng cần trụ trong ngôi chùa tả tơi ấy. Chúng ta đem món gì cúng dường Phật, chớ bảo là Đức Phật ăn, ngửi, mà Phật còn chưa ngửi nữa kìa. Cách duy nhất có thể báo ơn Phật là hoằng dương pháp môn này, hoằng dương trọn khắp pháp giới. Mong cho hết thảy chúng sanh đều có thể giác ngộ. Giác ngộ rồi mới chịu niệm Phật, đây là thực sự đại triệt đại ngộ. Tu học pháp môn niệm Phật này, đã có nguyện thì phải tinh tấn, phải sốt sắng, nỗ lực, phải thật sự tinh tấn. Có như vậy mới có thể thật sự đạt được bất thoái, chẳng tạp, mà cũng là nhất tâm bất loạn, bất thoái bồ đề, như trong kinh điển đã nói. Bất hưu tức giả, tức bất thoái nghĩa. Nếu nói chúng ta phải thực hành, phải tu pháp môn này, suốt ngày từ sáng đến tối đều chẳng nghỉ ngơi, tinh thần con người sẽ chẳng thể chịu đựng được. Bất hưu tức là nói quý vị tu tập suốt đời, chúng ta niệm Phật suốt đời, hễ mệt thì quý vị cứ nghỉ ngơi, nghỉ ngơi khỏe khoắn rồi lại tiếp tục niệm, đây là bất hưu tức. Quyết chẳng phải là bữa nay ta niệm Phật suốt cả ngày, ngày mai quên bẵng, ngày mốt nhớ tới ta lại niệm bù, như thế là không được, sai rồi. Vì thế người niệm Phật có định khóa và tán khóa. Định khóa là công khóa sớm tối, quyết định chẳng thể thiếu. Hệ thiếu thì gọi là thối chuyển. Do vậy, tôi khuyên mọi người công khóa sớm tối chớ nên ấn định quá nhiều. Ấn định quá nhiều sợ quý vị bận bịu công việc sẽ bỏ sót. Hễ bỏ sót thì công phu của quý vị bị gián đoạn, chẳng thể gọi là công phu. Vì thế, công khóa sớm tối của chúng ta càng ít càng hay, quý vị có thể gìn giữ suốt đời chẳng gián đoạn. Cổ Đức dạy chúng ta pháp thập niệm đơn giản nhất, suốt đời chẳng gián đoạn, cũng phù hợp với ý nghĩa nhất hướng chuyên niệm, như trong kinh Vô Lượng Thọ đã nói. Chúng ta chẳng vi phạm, phải tuân thủ kinh điển, y giáo phụng hành thì mới có thể thành công, chớ nên trái nghịch ý nghĩa kinh dạy. Trong tự viện đạo tràng, mọi người cùng nhau có thời gian làm việc và nghỉ ngơi nhất định.
khóa tụng dài một chút cũng chẳng sao. Chư vị tại gia học Phật, chuyện trong gia đình rất bận biểu, nếu khóa tụng rất dài, chẳng tránh khỏi bị gián đoạn. Hôm nay bận quá, không tụng khóa sớm được, ngày mai ta tụng bù. Tới ngày mai lại bận, thôi thì ta sẽ bù vào ngày mốt. Nếu cả ba ngày đều bận rộn, thôi luôn chẳng làm, bèn thoái chuyển, đâm ra chẳng bằng thập niệm. Thời gian thập niệm ngắn ngủi, thời gian 5 phút là đủ rồi. Tôi nghĩ bất luận là ai cũng đều có thể dành ra khoảng thời gian ấy. Buổi sáng sau khi rửa mặt, súc miệng, quý vị bàn tu pháp thập niệm. Buổi tối ngủ ít đi 5 phút, buổi sáng thức sớm 5 phút, làm được. Do vậy, cần phải có tâm thường hằng, phải có lòng kiên trì. Điều này vô cùng quan trọng. Trừ định khóa ra là tán khóa. Tán khóa là tùy lúc, tùy chỗ. Quý vị có thể nhắc nhở chính mình niệm A-di-đà Phật. Nói tóm lại một câu, trong hết thảy thời, hết thảy chỗ, hết thảy cảnh duyên. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Bất luận trong hoàn cảnh vật chất hay trong hoàn cảnh nhân sự, từ đầu tới cuối, gìn giữ cái tâm thanh tịnh của chính mình. Tâm thanh tịnh là gì? A-di-đà Phật. Trong tâm quý vị có A-di-đà Phật, đó là tâm thanh tịnh, đấy là chuyên tu. Cổ đại Đức Bảo cách tu này là giả người tu, giả người về. Do vậy, trong lúc chúng ta làm việc, cần phải suy nghĩ. Chúng ta buông Phật hiệu xuống, nghiêm túc làm công chuyện. Làm xong việc, lại tiếp tục niệm Phật. Niệm Phật quan trọng nhất là trong tâm có Phật. Miệng có niệm hay không chẳng sao hết, niệm trong tâm. Miệng niệm đã mệt, bèn có thể nghỉ, nhưng trong tâm trở nên gián đoạn. Lại thưa cùng quý vị, chúng ta đọc kinh cũng là niệm Phật. Chúng ta đọc kinh Di Đà, Di Đà kinh sớ sao, Di Đà kinh yếu giải vẫn là niệm Phật, vì kinh toàn giảng về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Quý vị niệm Tịnh Độ Tam Kinh hay niệm Tịnh Độ Ngũ Kinh, niệm Giảng Sanh Luận, thế đều là niệm Phật. Quý vị chớ nên niệm kinh khác. Quý vị nói tôi niệm kinh Hoa Nghiêm, niệm kinh Pháp Hoa, niệm kinh Kim Cang, đó chẳng phải là niệm Phật mà là xen tạp. Những kinh ấy chẳng giảng về A-di-đà Phật, chẳng nói tới Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chứ vị phải hiểu rõ ràng điều này. Vì thế chúng ta miệng niệm, niệm mệt bèn đổi sang xem kinh. Xem kinh vẫn là niệm Phật, có thể điều hòa sinh lý, khiến chúng ta tu tập chẳng mệt mỏi, chẳng chán ngán. Phương pháp tùy thuộc bản thân chúng ta vận dụng sao cho thích đáng, thì niệm Phật mới có thể đạt đến pháp hỷ sung mãn. Hữu Di Lạc Từ Hạnh, Càng Đà Phạm Hạnh. Di Lạc Bồ Tát biểu thị Đại Từ Đại Bi. Càng Đà Ha Đề Bồ Tát biểu thị Trì Giới Thanh Tịnh. Quán Kim Dân, từ tâm bất sát, cụ chư giới hạnh thì giả. Di Lạc Bồ Tát tượng trưng cho từ tâm chẳng diệt. Càng Đà Ha Đề Bồ Tát tượng trưng giới hạnh trọn đủ. Trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, Đức Phật dạy chúng ta ba thứ tịnh nghiệp. Những ý nghĩa được biểu thị bởi Bồ Tát đều ở trong đó. Loại tịnh nghiệp thứ nhất là từ tâm bất sát, bồi dưỡng tâm từ bi. Loại tịnh nghiệp thứ hai là đầy đủ các giới. Loại tịnh nghiệp thứ ba là tin sâu nhân quả. Giang Thủ Bồ Tát biểu thị tín thành tịnh độ nhân. Trong kinh Đức Phật đã giảng ba thứ tịnh nghiệp này rất rõ ràng. Đấy là chánh nhân thành Phật của mười phương chư Phật. Tịnh độ nhân là chánh nhân của tịnh độ. Tắc liệt chư Bồ Tát phi vô nhân cố. Trong phần trước, kinh này kể tên bốn vị Bồ Tát, chẳng phải là tùy tiện nêu tên, mà là có nghĩa thu biểu thị pháp rất sâu trong ấy. Chúng ta xem đoạn cuối cùng là đoạn luận về xứng tánh.
xứng lý tắc tự tánh vô bất chiếu, thị văn thù trí nghĩa, tự tánh vô bất dung, thị di lạc từ nghĩa, tự tánh vô cùng vô tận, thị bất hưu tức, thường tinh tấn nghĩa, dư khả loại tri. Trong kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta thấy ba chữ tự. Thế Tự Tại Vương Phật trả lời Tỳ Kheo Pháp Tạng vô cùng cao minh. Trong thiền tông gọi đó là thiền cơ. Phật pháp phải cầu từ nơi đâu? Phải cầu từ tự tánh. Trong bản chú giải này, Liên Trì Đại Sư đã chú giải vô cùng hay. Trong mỗi đoạn đều có lời bàn xứng tánh. Tiêu quy tự tánh. Chúng ta thường nghe nói, xem kinh phải tiêu quy tự tánh, tu hành phải chuyển thức thành trí. Rốt cuộc phải như thế nào mới được coi là tiêu quy tự tánh? Mỗi đoạn xứng lý của Liên Trì Đại Sư chính là tiêu quy tự tánh. Như vậy thì mới có thể đạt được thụ dụng chân thật. Nói cách khác, mỗi đoạn ấy là tâm đắc của Liên Trì Đại Sư khi đọc kinh Di Đà. Thật sự tâm đắc tức là điều Ngài đạt được. Vì thế hết thảy đều có thể quy vào chân như tự tánh. Tự tánh vô bậc chịu. Trong tự tánh có ý nghĩa tịch chịu. Tịch mà thường chịu, chiếu mà thường tịch. Tự tánh mới là chính mình thật sự. Cái được gọi là diện một vốn có trước khi được cha mẹ sanh ra. Trong thiền gia chính là tự tánh. Nói về điều này, chính quý vị phải ngộ. Khi Lục Tổ khai ngộ, Ngài đã ngộ gì? Ngộ tự tánh. Ngài nói, nào ngờ tự tánh vốn thanh tịnh, chưa từng bị nhiễm dơ. Này chúng ta nói quý vị bị nhiễm dơ, trên thực tế chẳng phải là tự tánh của quý vị bị nhiễm dơ. Nếu tự tánh bị nhiễm dơ, làm sao có thể gọi là chân như tự tánh? Chẳng thể gọi là tự tánh. Tự tánh chẳng bị nhiễm dơ. Cái gì bị nhiễm dơ? Tám thức của quý vị bị nhiễm dơ. Tám thức bị nhiễm dơ như thế nào? Tám thức bị 51 tâm sợ nhiễm dơ. Trọn chẳng phải là chân như bụng tánh của chúng ta bị nhiễm dơ. Chẳng hạn như mắt chúng ta nhìn thứ gì, chúng ta dí trong mắt như tự tánh. Chúng ta đeo kiện thì kiện giống như tạm thức. Trên mắt kiện dính rất nhiều bụi bặm, bồi rất nhiều màu, sẽ thấy chẳng rõ ràng. Mắt quý vị có bị nhiễm dơ hay không? Chẳng có. Vốn là mắt kiến bị nhiễm dơ. Trong Phật môn thường dạng nhiễm dơ theo ý nghĩa này, bổn tánh chẳng bị nhiễm dơ. Người giác ngộ biết chân tướng sự thật này, nào ngờ tự tánh vốn thanh tịnh. Quý vị thành Phật, tự tánh thanh tịnh như thế đó. Dẫu quý vị đọa trong tam ác đạo, tự tánh vẫn thanh tịnh dường ấy, chắc chắn chẳng bị nhiễm dơ bởi ngoại cảnh. Giống như chúng ta đeo đôi kiến ấy, mắt kiến lao rất sạch, mắt ta thanh tịnh. Mắt kiến của quý vị bị bôi màu lung tung, nhưng con mắt của ta vẫn thanh tịnh. Đạo lý là như vậy đó. Vì thế bổn tánh là chân tâm, tám thức và 51 tâm sở là vọng tâm. Có chân, có vọng, vọng tâm giống như mắt kiến. Nó chẳng phải là chân tâm. Lục Tổ lại nói, nào ngờ tự tánh vốn trọn đủ. Trí huệ, đức năng cho đến phước báo đều trọn đủ. Thế giới Hoa Tạng trang nghiêm dường ý, thế giới Cực Lạc giàu có, sung túc như vậy, đó là đại phước báo. Do đâu mà có? Chẳng phải do A-di-đà Phật tu được, mà do trong tự tánh vốn trọn đủ. Vì sau này chúng ta chẳng có phước báo, chúng ta mê tự tánh, cho nên phước báo chẳng thể hiện tiền. Nếu giác ngộ tự tánh, phước báo sẽ hiện tiền. Phước báo ấy là phước báo xứng tánh, vĩnh viễn hưởng bất tận, dung chẳng cạn kiệt. Khác với thế gian này, phước báo của chúng sanh trong thế gian này là do tu được. Phước báo do tu được chẳng xứng tánh, sẽ dùng hết. Phước báo xứng tánh hưởng thụ bất tận. Vì thế người thông minh giác ngộ cầu gì? Cầu minh tâm kiện tánh. Trong pháp môn này là cầu nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là minh tâm kiện tánh.
Trong đoạn này chúng ta thấy được đôi chút ánh sáng của công đức trong bổn tánh mà thôi. Nói thật ra, một chút ánh sáng đã thụ dụng bất tận, tự tánh dù bậc chịu, là trí văn thù. Văn thù Bồ Tát tượng trưng chân như bổn tánh, trong ấy vốn trọn đủ quang minh trí huệ. Ngài tượng trưng điều này. Lòng từ của Di Lạc Bồ Tát là tự tánh không gì chẳng bao dung. Người Trung Quốc đắp tượng Di Lạc Bồ Tát là tượng Bố Đại Hòa Thượng. Điểm đặc sắc của Bố Đại Hòa Thượng là khuôn mặt cười toe toét, bụng rất lớn, biểu thị có thể dung chứa. Bụng dạ rộng rãi, có thể bao dung, mang ý nghĩa này. Tạo tượng ấy vì Bố Đại Hòa Thượng là hóa thân của Di Lạc Bồ Tát, xuất hiện tại Trung Quốc vào triều đại Nam Tống, nhằm thời Tống Cao Tông, cùng thời với Nhạc Phi. Ngài xuất hiện tại huyện Phụng Hóa, tỉnh Chiết Giang. Lúc Ngài ra đi, tự nêu bày thân phận, tiết lộ Ngài là Di Lặc Bồ Tát tái lai. Nói xong bèn tịch, sanh tự tự tại. Từ đây người Trung Quốc hệ tạc tượng Di Lặc Bồ Tát, bèn tạc tượng Ngài. Ngài dạy chúng ta tu hành, rất đáng cho chúng ta phản tịnh thật sâu. Ngài suốt ngày từ sáng đến tối chẳng làm chuyện gì, luôn đi hóa duyên bên ngoài. Hóa duyên xong cũng chẳng dùng tới, hàng ngày xách một cái túi vải to, người ta cũng chẳng biết Ngài từ đâu tới, chẳng biết Ngài tên họ gì, ngay cả pháp danh xuất gia cũng không biết luôn. Người ta thấy mỗi ngày Ngài xách một cái túi vải lớn, bèn gọi Ngài là Bố Đại Hòa Thượng. Cái tên Bố Đại Hòa Thượng do đâu mà có? Người ta cho thứ gì Ngài bèn dồn vào trong túi, cũng chẳng nhìn tới, cứ dồn vào trong túi. Người khác hỏi Ngài về Phật Pháp, Phật Pháp là gì? Ngài buông túi xuống đất, buông thõng hai tay, nghĩa là gì? Hãy buông xuống. Buông túi xuống có thể nhập Phật Pháp, người khác cũng hiểu được ý nghĩa này. Sau khi buông xuống thì làm như thế nào? Ngài cầm lấy túi, đặt lên vai, bỏ đi. Buông xuống được, nhấc lên được. Buông trần lao xuống. Nhấc lên là phổ độ hết thị chúng sanh, thị hiện ra cho chúng ta thấy đại từ đại bi. Tự tánh vô bất dung là ý nghĩa của lòng từ Di Lặc. Từ bi là gì? Từ bi là phải có thể tha thứ, phải có thể bao dung. Nhưng trong kinh này, chư vị xem kỹ, vị thứ nhất là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, vị thứ hai là Di Lặc Bồ Tát, nhằm nói rõ từ bi phải có lý trí, phải nương vào trí huệ. Chẳng có lòng từ bi được hướng dẫn bởi trí huệ, thiên hạ sẽ đại loạn. Tông chỉ của nhà Phật là từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Nhưng nhà Phật lại nói từ bi lắm họa hại, phương tiện thành hạ lưu, là chuyện như thế nào? Nếu từ bi và phương tiện thiếu lý tánh, đó chính là họa hại, là hạ lưu. Vì thế, tâm từ bi, khoan dung, tha thứ và các pháp phương tiện đều phải kiến lập trên cơ sở đại trí huệ. Đó mới là Phật Pháp thực sự. Hiện thời Phật môn suy gì? Suy đến cùng cực. Vì sao suy? Thiểu lý tánh. Thấy đều là xử sự theo cảm tình. Tôi ưa thích bèn từ bi, tôi không ưa bèn chẳng thèm đói hoài tới. Từ bi và phương tiện tuy thuộc vào sự cao hứng của cá nhân, người ấy chẳng xử sự theo lý trí mà làm theo cảm tình. Do vậy, Phật môn đọa lạc, Phật Pháp trong thế gian này bị hủy hoại. Trong quá khứ, tôi giảng Thiền Lâm Bảo Quấn tại chùa Pháp Hoa, giảng 6-7 lần. Khi ấy, có người cảnh báo tôi, Pháp Sư tốt nhất là Thầy không nên giảng tiếp nữa. Nếu Thầy giảng tiếp, sợ sẽ có người đến sửa lưng Thầy đó nghe. Ai đến kiếm chuyện? Người xuất gia đến kiếm chuyện. Nội dung Thiền Lâm Bảo Quấn giảng gì? Kiểm thảo những điều được mất của người xuất gia chúng ta, những thói tật nào cần phải sửa chữa. Chúng tôi giảng trước tác của cổ đại đức, nào ngờ người nghe có lẽ cũng cảm thấy tôi đang chửi họ, chẳng phục, muốn đến kiếm chuyện với tôi. Người hiện thời cả thân đầy bệnh, nhưng không ai được phép phê bình.
Không chỉ là chẳng ai được phép phê bình, mà quý vị giảng kinh đụng đến chỗ họ kỵ hủy cũng không được. Còn có cách nào nữa? Kinh nói đến những điều ấy, chúng ta đều phải tránh né. Vậy thì còn có thể giảng kinh gì nữa? Kinh gì cũng chẳng thể giảng. Trong Phật môn há có đạo lý bất hoại? Đó là chúng sanh thiếu phước. Giảng kinh vẫn phải nhìn vẻ mặt của thính chúng. Câu nào có thể nói được, câu nào chớ nên nói. Ngay cả ý nghĩa của kinh cũng chẳng thể thật sự hiển lộ. Sợ gặp phải đố kỵ, sợ bị kiếm chuyện. Điều này đúng là khiến cho người ta đau lòng. Hai vị Bồ Tát, một vị tượng trưng trí huệ, một vị tượng trưng từ bi, liên khởi, tự tánh vô cùng vô tận, thị bất hưu tức, thường tinh tấn nghĩa. Tự tánh tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch, bao là pháp giới, không gì chẳng chứa đựng. Loại tri giả, loại là so sánh sẽ biết. Tự tánh quảng đại thị phổ hiền nghĩa. Chúng ta đọc tác phẩm chú giải Kinh Hoa Nghiêm của Thanh Lương Đại Sư. Đối với danh hiệu Phổ Hiền Bồ Tát, Ngài đã giải thích đơn giản. Phổ là gì? Hạnh di pháp giới viết phổ. Hạnh của chúng ta có đối tượng là tận hư không khắp pháp giới. Bồ Tát hạnh là gì? Lục ba la mật, thượng cầu hạ quả. Cảnh giới ấy rộng lớn không ngàn mẻ. Đây là ý nghĩa của phổ hiền. Hiền là nói địa vị của Ngài chỉ kém Phật. Phật là thánh, dưới thánh nhân là hiền nhân. Chân như bổn tánh của chúng ta tận hư không khắp pháp giới. Thường nói là thủ cùng tam giới oanh biến thập phương. Tự tánh của chúng ta chẳng có ngàn mẻ. Đó là ý nghĩa phổ hiền. Do vậy cũng biết, danh hiệu của tất cả chư Phật và chư Bồ Tát đều quy vào một tự tánh. Hiển thị tự tánh, phát xuất quang minh vô hạn, đức năng vô hạn. Như vậy thì quý vị mới có thể nhập Phật môn, mới vào được. Nếu quý vị thấy hết thảy Bồ Tát đều đối lập với chính mình, ta là người nào đó, đây là Quán Âm Bồ Tát, kia là Phổ Hiền Bồ Tát. Quý vị và các ngài là hai thứ đối lập. Cảnh giới học Phật của quý vị có hạn độ. Quý vị có thể chứng đắc A-la-hán, Bích Chi Phật hoặc Quyền Giáo Bồ Tát. Chứ lên cao hơn nữa quý vị chẳng có phần. Vì sao? Quý vị chẳng thể xứng tánh, chẳng thể kiến tánh. Nói theo phía người niệm Phật, quý vị chẳng thể niệm đến lý nhất tâm bất loạn. Công phu của quý vị dẫu tốt đẹp cách mấy, chỉ có thể đạt đến sự nhất tâm bất loạn, chẳng thể đạt đến lý nhất tâm bất loạn. Vì sao? Lý nhất tâm kiến tánh. Sau khi kiến tánh, tận hư không trọn pháp giới và chính mình là một. Quý vị thấy ở đây Tổ Liên Trì giảng Văn Thù Bồ Tát là trí huệ của chính mình, Di Lạc Bồ Tát là bổn tánh bao dung của chính mình, Phổ Hiền Bồ Tát là tự tánh rộng lớn của chính mình. Chẳng có điều nào ra ngoài tự tánh. A Di Đà Phật là vô lượng giác trong tự tánh. Thích Ca Mâu Ni Phật là năng nhân tịch mặc trong tự tánh. Chẳng có một pháp nào ở ngoài tự tánh. Pháp nào cũng quy về tự tánh. Đó gọi là kiến tánh thành Phật. Đây là cảnh giới lý nhất tâm bất loạn. Là công phu của người tu hành chân thật. Hợp nhất với hết thảy vạn sự vạn vật. Dương Dương Minh là một Phật giáo đồ rất kiên thành. Ông ta học không ít điều từ giáo lý Phật giáo. Sáng lập học thuyết Dương Minh, nhấn mạnh tri hành hợp nhất, thiên nhân hợp nhất. Trong 10 pháp giới, ông đã hợp 2 pháp giới lại, nhưng còn 8 pháp giới vẫn chưa hợp được. Do vậy, ông ta chưa thành Phật mà cũng chẳng thể thành Bồ Tát. Ông ta chỉ có thiên nhân hợp nhất. Trừ trời người ra, còn có tam ác đạo. Ngoài lục đạo, còn có thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, ông ta đều chẳng hợp nhất được. Vì thế, ông ta vẫn chưa viên dung Phật Pháp. Thật sự viên dung là 10 pháp giới hợp nhất. 10 pháp giới hợp thành một sẽ không thể gọi là 10 pháp giới, mà gọi là nhất chân pháp giới. Khi chư vị chưa kiến tánh, quý vị trụ trong 10 pháp giới,
Sau khi kiến tánh, quý vị trụ trong một pháp giới, tức nhất chân pháp giới. Đã giác ngộ pháp giới là nhất chân, mê rồi nhất chân biến thành mười pháp giới. Do vậy mười pháp giới là đối lập, nhất chân pháp giới là viên dung. Trong viên dung chẳng tìm được dấu vết, giống như nước hòa lẫn sữa, giống như hai ngọn đèn chiếu lẫn nhau. Chúng ta thấy ánh đèn, ánh sáng nào là của ngọn đèn này, ánh sáng nào là của ngọn đèn kia, chẳng tách rời được, toàn thể dung hợp thành một. Đây là tự tánh viên dung, đó mới là thật sự lìa khổ được vui. Vì sao? Hết thảy phân biệt chấp trước phiền não thảy đều chẳng có, vô thượng bồ đề niết bàn bát nhã dung hội thành nhất thể. Trong cảnh giới ấy, nói gì cũng chẳng phải, nói gì cũng đều phải, đấy chính là cảnh giới thật sự chẳng thể nghĩ bàn. Tự tánh viên thông thị quán âm nghĩa. Pháp viên thông do Quán Âm Bồ Tát nói là nhĩ căn viên thông. Một căn đã viên thông thì căn nào cũng đều viên thông. Ngài tu pháp môn này nên hết sức thích hợp với chúng sanh trong thế giới Sa Bà. Giang Thù Bồ Tát chọn lựa pháp viên thông đã nói: thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn. Thuở ấy Đức Phật đi khắp nơi thuyết pháp, dùng âm thanh giảng cho mọi người nghe. Thời ấy chẳng có kinh sách, chưa có văn tự. Lúc tại thì cụ Khổng dạy học, cũng giống như Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng giảng giải mỗi ngày, nhưng chẳng có sách giáo khoa. Sau khi Khổng Lão Phu Tử khuất bổng, các đệ tử ghi chép từng điều giáo huấn của Khổng Lão Phu Tử lúc bình thời, hiện thời là sách luận ngữ. Đức Phật cũng giống như vậy. Sau khi Đức Phật nhập diệt, các đệ tử cũng ghi chép những lời Đức Phật đã dạng trước đó, trở thành kinh điển hiện thời. Nhưng học trò Khổng Tử ghi chép ngôn hạnh của Ngài quá đơn giản, phân lượng chẳng nhiều lắm. Học trò Đức Phật rất chịu khó. Những lời Đức Phật đã nói trong cả một đời, từ đầu đến cuối đều được ghi chép lại. Hiện thời Phật giáo có kinh điển phong phú như thế là do sau này ghi chép lại, chẳng phải là được ghi chép ngay trong lúc ấy, cũng chẳng phải do Đức Phật viết trong thuở ấy. Mãi cho tới hiện thời, chúng ta vẫn cảm thấy nhĩ căn nhạy bén. Vì sao? Đối với cái thấy, chưa hề thấy có chuyện chỉ nhìn bèn hiểu ngay. Nhưng đối với nghe thì do nghe bèn dễ dàng hiểu rõ. Vì thế đọc tụng chẳng bằng lắng nghe. Vì sao? Lúc nghe sẽ chuyên tâm, tâm bèn tịnh. Khi ta niệm kinh, tâm là động, tâm thanh tịnh thấu hiểu sâu xa, tâm đang động sẽ nhập nông cạn. Tôi nghĩ mọi người đều nên biết đạo lý ấy. Vì sau khi các đồng tu cùng tu một chỗ, một người niệm kinh, mọi người chuyên tâm nghe. Trong khi nghe sẽ có ngộ sự. Đây là do nghe mà có tâm đắc, cứ mỗi biến in vào trong óc. Nói theo Phật Pháp là mỗi biến đều in vào ruộng tam thức. Sau một thời gian dài sẽ sanh ra sức mạnh. Sức mạnh ấy có thể phá mê, khai ngộ, đoạn nghi, sanh tỉnh. Vì thế tự tánh của chúng ta viên dung thông đạt, chẳng có chướng ngại, chính là ý nghĩa của danh hiệu Quán Âm. Như thượng tùy cử nhất môn, dĩ tiêu danh tự, nhược các cụ giả, tức danh tự hổ thông, cố dị tâm tức danh giả, như thị giải giả, tức ư chánh quán tâm trung, kiến nhất thiết Bồ Tát giả. Điều này là thật. Không chỉ thấy hết thảy Bồ Tát, mà còn thấy hết thảy chư Phật. Không chỉ thấy hết thảy chư Phật, mà y báo và chánh báo trang nghiêm trong tất cả các quại nước tận hư không khắp pháp giới. Quý vị đều thấy danh tự hổ thông. Thì tất cả hết thảy danh tự đều tượng trưng cho công đức trong tự tánh. Tự tánh là một không hai. Vì thế, những danh tự ấy đều dung thông. Thí dụ như tự tánh vô bất chiếu. Ta là Giang Thù Bồ Tát. Từ tự tánh vô bất dung, ta là Di Lạc Bồ Tát. Từ tự tánh quảng đại, ta là Phổ Hiền Bồ Tát. Do vậy, hết thảy chư Phật Bồ Tát là ai? Đều là chính mình. Thật đấy chẳng giả đâu. Vì lẽ đó trong Phật Pháp, học vô thượng chánh đẳng chánh giác ở chỗ nào? Cầu trong tự tánh. Kinh Bát Nhã nói, Phật chẳng độ chúng sanh. Thật vậy, Phật chẳng độ chúng sanh.
Phật chẳng độ chúng sanh, Phật đang làm gì? Nói thật ra, tự tánh của chúng ta giống như vàng trong quặng, trong ý ẩn chứa chẳng biết bao nhiêu vàng ròng, nhưng chưa được khai thác, chẳng đáng một đồng, quý vị chưa khởi tác dụng. Đức Phật giảng cho chúng ta những kinh điển lý luận ấy, nhằm dạy chúng ta nhận biết dưới đất có quặng, bảo quý vị hãy nhận biết. Đức Phật dạy chúng ta tam quy ngũ giới, lục ba la mật, đó là các phương pháp tu hành, cho đến niệm Phật là công cụ để khai thác quặng. Chúng ta đã biết chỗ nào có quặng, Đức Phật lại ban cho chúng ta các công cụ nhiều ngần ấy. Chuyện khai quặng do chính quý vị ra tay tự làm. Ngài chẳng giúp quý vị được, chính mình phải ra tay. Chính chúng ta nương theo giới định huệ, nương theo tam quy ngũ giới, nương theo tín nguyện trì danh để khai quật quảng báo trong tự tánh của chúng ta. Trong ấy có vô lượng vô biên trí huệ, vô lượng vô biên đức năng, chẳng hay chẳng khác với mười phương ba đời hết thảy Như Lai. Đức Phật chỉ giúp chúng ta những việc này, chúng ta phải hiểu rõ ràng. Ơn đức ấy vô cùng to lớn. Vì thế danh tự có ý nghĩa dung thông lẫn nhau. Vô bất chiếu đương nhiên là vô bất dung, quảng đại đương nhiên trọn đủ viên thông. Tâm tức danh giả, Bồ Tát vô danh, chư Phật Bồ Tát đều chẳng có danh hiệu, do chúng sanh phân biệt chấp trước mà kiến lập danh hiệu. Nếu chúng sanh chẳng có phân biệt chấp trước, nói thật thà, quý vị thỉnh Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật chẳng nói một câu nào. Thiền Tông nói, khẩu quải tường bích, đóng đinh trên vách tường treo ở nơi đó, chẳng dùng được. Vì chúng sanh có phân biệt chấp trước vọng tưởng, nên Đức Phật có pháp để thuyết. Phân biệt chấp trước vọng tưởng là bệnh, vì quý vị có bệnh, thầy lang mới có thể kê toa thuốc cho quý vị, dùng thuốc để chữa trị. Quý vị chẳng có bệnh, thầy lang đối với quý vị chẳng có cách nào hết, chẳng cần đến thuốc, chẳng có chuyện gì. Do vậy ta biết, Phật pháp được kiến lập trên pháp tương đối của thế gian. Chẳng có chúng sanh thì cũng chẳng có Phật pháp. Chúng ta phải biết đấy mới là diện mục sẵn có. Sách diễn nghĩa giảng, danh giả là nhân nhân tự tâm. Ly tự tâm, biệt cầu Bồ Tát. Kể ấy gọi là hành tà đạo. Kim Kim Cang thường thuyết, bất năng kiến Như Lai. Như Lai là gì? Như Lai là tự tánh. Quý vị chẳng thể kiến tánh do tin tà đạo. Tà đạo là gì? Ngoài tâm có pháp. Dựa theo tiêu chuẩn này để nói, hiện thời người học Phật chúng ta, trong 100 người có tới 99 người là tà đạo. Người nào chẳng tà? Tuy chúng ta nói tam quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh, cũng bớt quá là niệm đằng miệng đó thôi. Ai quy y? Vẫn mê hoặc điên đạo, vẫn cầu tà đạo, làm sao có thể thanh tịnh? Đức Phật ắt phải nói ba chữ. Ba chữ ấy chính là tự tâm. Tôi hỏi quý vị, giác là gì? Giác là chánh tri chánh kiến. Chánh tri chánh kiến là gì? Chánh tri chánh kiến là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là gì? Tâm thanh tịnh là giác. Ba chữ này giải thích lẫn nhau. Ba phương diện đã thấy rõ ràng, chúng ta mới hiểu tự tâm là như thế nào. Trong ba phương diện ấy, pháp môn niệm Phật thiên trọng thanh tịnh. Chỉ cần tâm chúng ta thanh tịnh, tri kiến của chúng ta quyết định là chánh tri chánh kiến, là Phật tri Phật kiến. Từ tâm thanh tịnh của quý vị hiển lộ. Chúng ta hãy suy nghĩ, hiện thời tâm ta có thanh tịnh hay không? Tự mình nghĩ, tâm ta rất thanh tịnh. Thật ra còn có ta, còn có người, còn có chúng sanh, còn có tướng thọ giả. Kinh Kim Cang nói là bốn tướng trọn đủ, tâm của quý vị chẳng thanh tịnh. Trong tâm quý vị còn thấy thị phi nhân ngã thì làm sao thanh tịnh cho được? Trong tâm của quý vị còn có phân biệt chấp trước, làm sao quý vị thanh tịnh? Trong tâm quý vị còn có tham sân si mạng, làm sao quý vị thanh tịnh? Trong tâm thanh tịnh những thứ ấy đều chẳng có, tâm ấy mới được coi là thanh tịnh. Tịnh độ đi theo con đường này. Tâm tịnh ắt cõi nước tịnh. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới nhờ vào con đường ấy. Con đường ấy thật sự khó khăn, quá khó. Làm như thế nào? Phải mở rộng phương tiện môn.
Phương tiện môn là đổi tất cả hết thảy phiền não chấp trước vọng tưởng thành A-di-đà Phật. Tâm quý vị cũng kể như thanh tịnh. Vì sao? Trong tâm thứ gì cũng đều chẳng có, chỉ còn lại A-di-đà Phật chấp nhận được. Đó gọi là đới nghiệp giảng sanh. Nếu ta mỗi ngày niệm A-di-đà Phật, mỗi ngày niệm 10 vạn tiếng A-di-đà Phật, nhưng tham sân si mạng trong tâm chẳng đoạn, thị phi nhân ngã chẳng đoạn, có được hay không? Không được. Chẳng thể giảng sanh. Đúng như cổ đức đã nói, quý vị mỗi ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu, rách toa cổ họng cũng uổng công. Mọi người phải đặc biệt ghi nhớ điều này. Người thật sự giảng sanh, điều kiện thấp nhất là chế ngự hoặc phiền não chưa đoạn, nhưng một câu Phật hiệu có sức mạnh dằn nén phiền não. Đó gọi là đới nghiệp giảng sanh, công phu thành phiến. Người ấy thật sự chưa đoạn phiền não, quả thật có thị phi, ta người tham sân si mạng, nhưng là như thế nào? Chúng chẳng khởi tác dụng. Hễ niệm giấy lên, người ấy bèn ngay lập tức đổi nó thành A Di Đà Phật. Những thứ bên ngoài đều bị A Di Đà Phật ngăn lấp, chứ cái gốc ở dưới đó chưa đoạn. Hành như vậy vẫn gọi là đới nghiệp giảng sanh, sanh vào cõi phàm thánh đồng cư. Nếu công phu cao hơn một bậc, đoạn phiền não, đoạn kiến tư phiền não, phá ngã chấp, chẳng còn chấp trước có ngã. Người như vậy sanh vào cõi phương tiện hữu dư trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu công phu cao hơn một tầng nữa, sẽ là kiến tánh xứng lý. Đây là lý nhất tâm bất loạn. Giảng sanh sẽ là thượng phẩm thượng sanh trong cõi thật bảo trang nghiêm. Vì thế công phu thực hiện trong nội tâm, chẳng phải là ở bề ngoài. Nhìn bề ngoài sẽ thường nhìn trật, xem lầm. Xem lầm sẽ ảnh hưởng đến chúng ta rất lớn. Vì sao? Chúng ta thấy có người nêu gương đang học theo, tức là nhìn vào tấm gương ấy để học tập. Kết quả là kẻ ấy nêu gương sai lầm. Chúng ta cũng học theo sai lầm, thấy đều là học theo biểu hiện bề ngoài, học trở thành hình thức bề ngoài. Bề ngoài có vẻ ngoan lành lắm, bên trong thì một tí phiền não cũng chẳng đoạn. Không chỉ chẳng đoạn mà còn dấy lên hiện hành y như cũ. Người như vậy niệm Phật hay tu hành đều biến thành phước báo trời người trong đời sau, chẳng thể thành công. Chúng ta thấy trong kinh điển Đức Phật đã nói đến Tỳ Kheo Ni Liên Hoa Hương, đó là một tấm gương. Đời trước bà ta suốt đời niệm kinh Pháp Hoa. Trong sách Pháp Hoa Kinh Cảm Ứng có một câu chuyện như vậy. Suốt đời niệm kinh Pháp Hoa rất chuyên cần. Đời trước là một người xuất gia, mỗi ngày niệm kinh Pháp Hoa. Tới đời thứ hai vẫn là một nữ nhân. Nữ thân chuyển sang nam thân rất khó khăn. Đó là gì? Tập khí từ đầu đến cuối cảm thấy bản thân là nữ nhân, trọn chẳng nghĩ chính mình là thân nam, cho nên đời đời kiếp kiếp lưu chuyển đều là nữ nhân. Đời thứ hai chuyển sanh làm thân nữ, duyên chẳng tốt đẹp. Sau khi khôn lớn trở thành kỹ nữ, miệng thơm mùi hoa sen là quả báo do đời trước bà ta niệm diệu pháp Liên Hoa Kinh. Do vậy ta biết chẳng thể chế phục phiền não, chẳng thể cầu giảng sanh, đời sau vẫn đáng lo. Chúng ta phải thực sự giác ngộ và cảnh giác điều này. Đời này gặp cơ duyên này, nhất định phải nắm chắc, nhất định phải thành công. Như thị giải giả, tức ư chánh quán tâm trung, kiến nhất thiết Bồ Tát giả. Giải là lý giải, như trong phần trên đã nói, hoàn toàn quy vào tự tánh, hoàn toàn hòa nhập trong tự tánh. Kiến giải ấy là Phật kiến, tức kiến giải của Phật. Phật tri Phật kiến, cũng là như kinh Pháp Hoa đã nói, nhập Phật tri kiến. Chúng ta có thể nói Liên Trì Đại Sư chú giải bộ kinh này, sau mỗi đoạn đều có một đoạn xứng lý, chính là nhập Phật tri Phật kiến. Không giống như trong phần trước, những điều đã nói trong phần trước là tùy thuận tri kiến của phàm phu chúng ta để giải thích bộ kinh này. Đoạn này chẳng tùy thuận phàm phu, mà hoàn toàn dùng Phật tri Phật kiến để nhìn bộ kinh này, sẽ thấy hết thảy đều là đàm luận xứng tánh. Sở dĩ ngài chú giải theo cách này là nhằm phô bày pháp môn Di Đà thù thắng khôn sánh. Trong hết thảy các pháp môn này là đại thừa của các pháp đại thừa, là liễu nghĩa nhất trong các pháp liễu nghĩa, hiển thị ý nghĩa ấy cực viên cực đúng. Chúng ta được gặp gỡ,
đúng là may mắn. Chánh quán tâm trung là thật sự hiểu rõ, thông đạt. Tự tánh không gì chẳng chiếu, đó là văn thù hiện tiền. Tự tánh không gì chẳng bao dung, đó là di lạc xuất thế. Tự tánh rộng lớn, quý vị thường thấy phổ hiện, tự tánh viên thông. Quý vị sẽ ở cùng một chỗ với Quán Thế Âm Bồ Tát mỗi ngày, thấy đều quy vào tự tánh. Kim kiến phàm phù, bất kiến Bồ Tát giả, dĩ thất chánh quán cố. Hiện thời chúng ta chỉ thấy phàm phù, chẳng thấy một vị Bồ Tát nào, cũng chẳng thấy một vị Phật nào. Nói thật ra, chư Phật Như Lai, chư Đại Bồ Tát mỗi ngày đều ở cùng chúng ta, nhưng chúng ta chẳng nhận ra, chẳng biết. Làm lỗi ở chỗ nào? Làm lỗi ở chỗ bản thân chúng ta mê hoặc điền đạo. Chúng ta phải nghiêm túc phản tỉnh, kiểm điểm. Như trong Kinh Địa Tạng đã dạy, Diêm Phù Đề chúng sanh cử tâm đồng niệm, vô bất thị nghiệp, vô bất thị tội. Chúng ta đang tạo tác khá nhiều tội lỗi, nhưng chính mình không biết, cứ tưởng những gì chúng ta đang làm đều rất chính xác. Làm sai nhưng trọn chẳng biết, mỗi ngày đều diệt Phật Pháp, nhưng vẫn tưởng chính mình đang hưng khởi Phật Pháp. Tạo nghiệp diệt Phật Pháp là nghiệp tam đồ, là nghiệp địa ngục A Tỳ. Ta mỗi ngày đã lạy Phật, lại còn tụng kinh, làm sao ta diệt Phật Pháp cho được? Đối với câu nói ấy, tôi cũng chẳng nhiều lời. Trong tương lai, nếu quý vị thật sự đọa địa ngục, tại chỗ Diêm La Vương sẽ có sổ sách để tính toán. Quý vị hãy tự tính toán mới biết vấn đề này chẳng phải là chuyện đơn giản. Vì vậy, xuất gia phải thận trọng, chẳng phải là tùy tiện. Vì sao? Quý vị vừa xuất gia liền có hai con đường. Một là hưng khởi Phật Pháp, hai là diệt Phật Pháp. Tất nhiên là như vậy. Nếu quý vị chẳng thể hưng khởi Phật Pháp, sẽ diệt Phật Pháp. Tôi nêu lên thí dụ để nói, chẳng hạn như chúng ta bầu thị trưởng Đài Bắc. Ông ta làm thị trưởng, con người vô cùng tốt đẹp, đúng là người tốt. Nhưng làm thị trưởng như thế nào? Hàng ngày chẳng làm chuyện gì, chẳng làm chuyện tốt, mà cũng chẳng làm chuyện xấu. Ông ta có phạm tội lỗi hay không? Đương nhiên có tội lỗi. Chẳng làm việc, chẳng mưu cầu hạnh phúc cho dân chúng trong cả thành phố. Đó là cái tội của ông ta. Ông ta mưu cầu hạnh phúc cho dân chúng, nhưng chẳng tận tâm tận lực. Đó là cái lỗi của ông ta. Ông ta có thể làm được 10 phần, mà chỉ làm đến 8 phần sẽ có lỗi. Do vậy, một người xuất gia phải làm cho Phật Pháp hưng thịnh. Lời nói và việc làm khiến cho người ta nhìn vào bèn ca ngợi Phật Pháp, hay là khiến cho kẻ khác hủy báng Phật Pháp? Nếu chúng ta ra ngoài, mọi người đều khen ngợi Phật Pháp, tức là mặt Phật tỏa sáng, chúng ta đã thiếp dạng cho Phật. Nếu chúng ta ra ngoài, người ta chửi bới, hủy báng chúng ta, thôi rồi, chúng ta tội lỗi to lớn. Vì thế, xuất gia chẳng dễ dàng. Tại gia cư sĩ cũng có thể phát tâm quan pháp lợi sanh y hệt, nhưng lỗi lầm nhỏ hơn. Vì sao? Họ chẳng phải là hình ảnh đại diện, còn người xuất gia là đại diện. Nếu hình ảnh xấu xa, sẽ có lỗi với Đức Phật, phạm lỗi với Bồ Tát, phạm lỗi với lịch đại tổ sư. Phật Pháp phải diệt vong trong đời quý vị. Không được rồi, tội lỗi vô lượng vô biên. Quý vị đừng nói, tôi mỗi ngày niệm kinh lạy Phật, chẳng làm chuyện gì sai quấy. Tôi lại nêu một thí dụ khác để nói với quý vị. Một đạo tràng. Đạo tràng là gì? Tất nhiên phải có đạo, có học. Nay chỗ này của chúng ta là một đạo tràng thọt chân, chẳng kiện toàn. Vì sao? Chỉ có một nửa. Tuy có hành, nhưng hành chẳng trọn vẹn. Một đạo tràng thật sự trọn vẹn, mỗi ngày giảng kinh, mỗi ngày niệm Phật mới là một đạo tràng trọn vẹn. Người tu hành trong Tùng Lâm Tự Viện thời cổ chẳng có vọng tưởng. Vì sao chẳng có vọng tưởng? Chẳng có thời gian để khởi vọng tưởng. Mỗi ngày phải đến giảng đường nghe kinh 8 tiếng đồng hồ. Nghe đã mệt nhoài rồi, lại còn phải đến niệm Phật đường niệm Phật 8 tiếng đồng hồ. Đã mất 16 tiếng đồng hồ rồi, mệt đứ đừ. Không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn nghỉ ngơi, chẳng suy tưởng gì hết. Vì thế đạo tràng ấy tu 3 năm. So với chúng ta hiện thời tu tập như vậy, sợ là chúng ta tu suốt 300 năm vẫn chẳng bằng người ta tu 3 năm. Đó là nương vào đại chúng, cải vào đại chúng, chẳng có thời gian giấy vọng tưởng. Kinh thường nói, nhị thời giảng kinh, nhị thời là 8 giờ hiện thời. Một ngày của Ấn Độ gồm 6 thời, ngày 3 thời, đêm 3 thời. Tại Trung Quốc, tính theo thời thần là 12 thời thần. Một ngày đêm có 12 thời thần, tỷ sửu dần mão, v.v.
Do vậy chúng ta gọi đơn vị thời gian hiện thời theo lối Tây Phương là tiểu thời, vì nó nhỏ hơn thời thần của Trung Quốc. Thời thần của Trung Quốc lại nhỏ hơn thời thần của Ấn Độ. Một thời thần của Ấn Độ bằng 2 thời thần của Trung Quốc, bằng 4 giờ hiện thời. Nhị thời giảng kinh là mỗi ngày giảng kinh 8 tiếng. Trong Tử Viện Tùng Lâm giống như trường đại học, mỗi ngày lên lớp 8 tiếng, quý vị nhất định phải đến nghe, không có lý do sẽ chẳng thể vắng mặt. Trong hành môn là 2 thứ, một là niệm Phật đường, hai là thiền đường, tùy quý vị chọn lựa. Quý vị chọn thiền đường thì mỗi ngày phải ngồi thiền 8 tiếng. Chọn niệm Phật đường thì đến niệm Phật đường niệm Phật 8 tiếng. Giải hạnh tương ứng. 8 giờ còn lại trên thực tế là ngủ nghỉ, nói chung chỉ có 4 giờ. Vì quý vị còn phải ăn cơm, còn phải giặt quần áo, còn phải làm những việc lặt vặt cho chính mình. Vì thế người thật sự tu hành, thời gian ngủ mỗi ngày là bao nhiêu? 4 giờ. Họ sẽ chẳng thể giấy vọng tưởng, cũng không bị ác mộng. So với huấn luyện trong quân đội còn nghiêm ngặt hơn, như thế mới có thể thành tựu nhân tài. Trong quá khứ, thuở Phật tại thế, cụ Phương Đông Mỹ đã nói với tôi mấy lần, muốn hưng khởi Phật giáo mà chẳng khôi phục chế độ Tùng Lâm sẽ không được. Lời ấy rất hữu lý, chúng tôi suy nghĩ thấy cụ có kiến giải rất đúng. Hiện thời toàn bộ bạc nhược thông dòng, biển nhạc, đó là phá hoại và tiêu diệt Phật Pháp. Chính chúng ta đang phá hoại tiêu diệt, nhưng chính mình không biết, vẫn tưởng chính mình đang làm rất chính đáng, rất chính xác. Làm như vậy có thể giảng sanh hay chăng? Rất khó. Trong quá khứ tôi đã từng nói, tôi nói rất tha thiết, người niệm Phật hiện thời, tôi thấy phần nhiều có thụy tướng giảng sanh là người tại gia. Gần đây chúng ta thấy người tại gia niệm Phật, có người đứng mất, ngồi mất, biết trước lúc mất, chẳng ngã bệnh mà qua đời. Chúng ta thấy người xuất gia toàn là chết vì bệnh khổ, lúc mất hồ đồ mê loạn. Quý vị thấy người ra đi như vậy, bèn biết quả báo của người ấy, rất đáng cho chúng ta cảnh tỉnh kiên dạ. Nếu vẫn tiếp tục như vậy, chính mình có phần trong tam đồ. Giảng sanh thì sẽ quyết định giảng sanh, nhưng giảng sanh trong địa ngục A Tỳ chẳng phải là sanh về thế giới Tây Phương. Do phàm phu chẳng thấy Bồ Tát, do chẳng có nhân duyên thấy Bồ Tát, tâm họ mê, tức là mê hoặc điên đảo, tâm bị cảnh chuyển, chẳng có năng lực quán chiếu. Cổ đức nói, dẫu kẻ ấy trì giới tu thiện, hoặc còn có một chút công phu thiền định, nhưng toàn là pháp hữu vi. Sở dĩ nói là pháp hữu vi, là vì tâm kẻ ấy chẳng thanh tịnh, vẫn còn có năng và sở, còn có thị phi nhân ngã, còn có tham thân si mạng, nên chẳng gọi là chánh quán. Cảnh giới chánh quán rất cao, chánh quán là trực tâm chánh niệm chân như. Nếu nói theo thiền tông, chánh quán là minh tâm kiến tánh. Chưa đạt tới kiến tánh, chẳng thể gọi là chánh quán. Ở đây nói tới xứng lý. Đặc biệt là trong pháp môn này, sở dĩ pháp này thù thắng và thuận tiện hơn hết thảy các pháp môn khác là ở chỗ nào? Trong pháp môn này, chúng ta chưa kiến tánh, vẫn có thể đạt được chánh quán. Chánh quán là gì? Trong 12 thời, trong tâm chỉ có một câu A-di-đà Phật, đấy là chánh quán. Chẳng cần đoạn phiền não, niệm niệm đều A-di-đà Phật là được rồi. Sẽ có thể đới nghiệp giảng sanh. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới có thể gặp A-di-đà Phật. Phép quán ấy mới có thể coi là chẳng sai lầm, có thể coi là chánh quán. Vậy thì quý vị biết niệm Phật phải niệm theo cách nào? Vận dụng công phu ra sao? Niệm niệm phải đổi ý niệm thành A-di-đà Phật. Đó là đúng. Vì thế niệm Phật chẳng cốt yếu niệm nhiều hay ít, mà quan trọng là trong tâm chúng ta khởi một niệm, bè ngay lập tức là A-di-đà Phật. Niệm thứ nhất dấy lên, đừng sợ. Cổ nhân nói, chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Quyết định chớ để ý niệm tiếp tục. Niệm vừa dấy lên, bè ngay lập tức đổi thành A-di-đà Phật. Quý vị phải đổi nhanh chóng. Quý vị chẳng đổi nhanh, dòng niệm sẽ nối tiếp nhau dấy lên. Phải đổi cho nhanh. Một câu A-di-đà Phật là chánh quán của người niệm Phật. Nếu chúng ta đạt được chánh quán, thưa quý vị, Giang Thù Di Lạc Phổ Hiền Quán Âm không vị nào chẳng gia trì quý vị, chẳng hề không che chở quý vị. Mười phương chư Phật hộ niệm mà. Vì thế khuyết điểm của chúng ta trong hiện thời là đánh mất chánh quán, dĩ thất chánh quán cổ. Cổ viết, Bồ Tát Thanh Lương Nguyệt
thường du tất cánh không. Chúng sanh tâm cấu tịnh, Bồ đề ảnh hiện trung. Bốn câu này hay tuyệt, miêu tả xác thực cảnh giới kiến tánh, miêu tả vô cùng chân thật. Chỉ cần tâm chúng ta thanh tịnh, khi tâm chúng ta thanh tịnh đến mức chẳng nhiễm mảy trần, trần là vọng niệm. Khi nhất niệm chẳng sanh, chẳng có vọng niệm nào. Nhưng chứ gì phải hiểu, tuy chẳng có vọng niệm nhưng phải có chánh niệm. Nếu vọng niệm chẳng có, chánh niệm cũng không có luôn, vậy là hỏng rồi. Biến thành vô tưởng định, trở thành ngoại đạo. Quả báo là vô tưởng thiên trong tứ thiền, lầm lẫn to lớn quá đổi. Vì thế chẳng có vọng niệm thì phải có chánh niệm. Tu các pháp môn khác chánh niệm rất khó, tu pháp môn này chánh niệm dễ dàng. Trong pháp môn này của chúng ta, chánh niệm là gì? Câu danh hiệu A Di Đà Phật là chánh niệm, Tịnh Độ Tam Kinh là chánh niệm. Chúng ta niệm kinh này, tưởng cảnh giới trong kinh, đấy là chánh niệm. Tưởng Tây Phương Cực Lạc thế giới, phải tưởng tượng nơi ấy giống như quê hương thì mới được. Phải hiểu quê hương trên thế gian này là giả, chẳng cần nghĩ tới nó. Nghĩ đến quê hương trên thế gian này, nghĩ đến những người thân ái trên thế gian này, quả báo là lục đạo luân hồi. Vì sao? Tăng trưởng tham sân si. Vì quý vị nghĩ nhớ người thân ái, tăng trưởng tâm tham, tăng trưởng tâm ngu si. Nghĩ nhớ không được, trong tâm khó chịu, tăng trưởng tâm sân khỏe. Đó là tạo tam độ, tạo nghiệp tam độ. Hãy nên bỏ pháp thế gian, chuyên tưởng A Di Đà Phật, chuyên tưởng Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bởi lẽ chúng ta tạo tịnh nghiệp, chẳng tạo nghiệp tam đồ lục đạo, thì mới có thể thật sự thoát ly biển khổ, thật sự siêu phàm nhập thánh ngay trong một đời này. Ngày hôm nay chúng tôi giảng tới đây. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh Cực Lạc thành Phật đạo. Chúng Phật tử đạo tràng Tịnh Độ. Nam mô A Di Đà Phật.